Vì sao những năm tháng sau này, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã biết mình mang trong người căn bệnh ung thư quái ác, phải điều trị tốn kém lâu dài là rất lớn. Trong thời gian này, nguồn thu nhập đã không còn nữa và mọi thứ chi tiêu trong gia đình và thuốc men suốt mấy năm trời đều phải tiêu tốn rất nhiều tiền bạc, nhưng nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vẫn cam chịu dù có chật vật khó khăn. Trong khi đó, nghệ sĩ ưu tố Vũ Linh là người có tài sản rất lớn, mảnh đất giá trị gần 40 đến 50 tỷ, nhưng chú vẫn không hề sử dụng, vì chú hiểu rất rõ. Nếu mà bán miếng đất đó để lấy tiền trong lúc này thì lũ cần cần sẽ nhào vô xin xỏ, than khóc, giở trò thì không bao lâu sẽ tiêu sạch. Chú đã chọn cách không bán nó mà giữ gìn nó lại, chấp nhận khổ. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh muốn để dành lại tất cả tài sản cuối cùng này dành cho con gái của chú là Hồng Loan và các đứa cháu ngoại yêu thương của chú được nguyên vẹn sau khi chú ra đi mãi mãi. Những tài sản của chú đã bị lũ em hư hỏng, đốn mạt, phá hoại suốt mấy chục năm, cũng là cái sự bắt buộc chú phải cam chịu làm như vậy trong hoàn cảnh đó, lúc là để giữ gìn tiếng tăm, hình ảnh cá nhân của chú và gia đình. Thật ra, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cũng rất buồn và đau đớn chứ nghệ sĩ không có hạnh phúc và hãnh diện gì đâu. Hồng Loan đuổi người thân ra đường giữa trời nắng, không hiểu sao họ lại có thể nói ra được những lời đó từ chính miệng của họ. Họ chẳng thấy ghê ư, họ không thấy là họ đang tạo nghiệp sao. Chuyện rõ ràng là trong ngày họp mặt, trong đoạn ghi âm, Hồng Loan đã tử tế như thế nào rồi? Tại sao họ không chấp nhận phải vì lòng tham hay không? họ bảo đồng sở hữu là trên giấy tờ chứ đâu phải mua bán gì vậy cho tôi hỏi tất cả quý vị ở khắp mọi miền trên đất nước này hãy trả lời cho chúng tôi nghe một câu thành thật từ chính lương tâm của mình khi cha quý vị trăm tuổi già nằm xuống tài sản của cha quý vị để lại cho quý vị có cho người khác đồng sở hữu hay không quý vị hãy lấy chính quý vị đặt vào trường hợp này và hãy nằm ngay vị trí đó, vị trí của chính Hồng Loan đang cảm nhận và trả lời một cách công tâm nhất trong đầu của quý vị nghĩ rằng nếu còn người thì để tài sản lại cho em, cho con cháu, vậy cái suy nghĩ đó từ đâu có? Phải từ chính những cái đầu tham lam, sân si, cố tình tranh giành đúng không? Chứ là một người đàng hoàng biết suy nghĩ thì biết thấu tình đạt lý. Tôi chắc một điều sẽ không bao giờ suy nghĩ được như vậy. Hồng Loan vẫn để cho mọi người ở như ngày trước mà câu nói trong đoạn ghi âm còn đó mà sao đành lòng dùng cái miệng để xảo ngôn và lúc đầu Hồng Loan cũng đâu có kêu ô xin dọn đi vì đâu ra cớ sự lý do là từ đâu có phải từ vấn đề đồng sở hữu hay không. Tại sao tài sản của cha người ta mà đòi đồ đồng sở hữu, rồi ở không vui vẻ thì ở làm sao? Nếu ngày đó Hồng Loan không dứt khoát làm như vậy thì Hồng Loan sẽ ra sao? Hiện tại Hồng Loan đang ở ngôi nhà ấy mà còn phải chịu cảnh mặc dày, hành sách, không lấy đồ ra kìa. Rồi như không làm nhanh chóng thì tất cả người trong gia đình hiện tại bây giờ đang ở đâu? Có ai có thể tưởng tượng được ra được một điều? đó không? Có ai có thể tưởng tượng được ra ngày đó là ngày Hồng Loan ra đường ở thì bây giờ sẽ như thế nào? Tại sao Hồng Loan phải làm như vậy? Mọi người, người có hiểu có chút vấn đề có cốt lỗi hay không? Hay nghe từ chính miệng những người có đầu mà không có não, dẫn dắt, giọt nước làm tràn ly, tình nghĩa họ chối bỏ, họ lập di chúc miệng, di chúc là gì? Dạ thưa là di chúc miệng, họ đã có tính toán hết cả rồi, nếu họ nói như vậy, như bây giờ thì Hồng Loan là con nuôi không hợp pháp. Vậy lúc đó sao họ lại muốn đồng sở hữu? Vấn đề này rõ ràng như ban ngày và quý vị không nhận ra. Tôi nhắc kỹ lại một lần nữa tại sao họ lại bảo Hồng Loan là con nuôi không hợp pháp mà lúc đầu lại muốn hồng loan đồng sở hữu nếu con nuôi không hợp pháp thì mắc cái gì phải cho cái này tôi nói theo khía cạnh con người bản chất của họ thôi còn đối với những người biết thấu tình đạt lý dù con nuôi đi chăng nữa, họ vẫn để hồng loan được hưởng. Vì sao? Tôi khẳng định như vậy vì tôi đã từng chứng kiến việc tương tự như vậy. Và còn nhiều trường hợp không phải người thân, họ vẫn cho nhà, cho đất để cất nhà để ở. Huống gì chú đã nuôi hồng loan, kêu cha 37 năm trời, một người ô xin chú còn dự tính cho thì đối với con của chú chẳng lẽ chú lại không để lại chú đã tính hết rồi vì chú đã nhận ra sau nhiều lần bị gạt và dắt mũi hãy tỉnh táo lên ở mạng xã hội ai truyền thông thì người đó thắng vì vậy họ có cả một tập đoàn nít ảo lên bài lên clip hồng dẫn dắt thêm hầm đầu kiếm thêm đồng minh để tạo thêm rất nhiều công việc trái thương thường đạo lý những ngày gần đây chúng tấn công chị ni nhằm tách chị ra khỏi hồng loan để hướng đến ngày thẩm định tới là một ngày trong năm 2024. Chúng dẫn dắt hàng tá chuyện cũ để gây xáo trộn dư luận, nhưng đó không phải là mối trở ngại cho phía Hồng Loan hay chị Ni. Nhưng dễ gì mà hạ được chị Ni? Chị Ni là người đã bảo vệ những cái bất công của đời người. Chị là một cô gái mạnh mẽ, không hề yếu đuối, nên mấy em quên cái chế độ là dùng dư luận để đè bẹp chị Ni đi. Dùng dư luận để cho chị Ni chán nản đi. Tuy nhiên, chị Ni không phải là đàn ông, nhưng tính cách quyết đoán rõ ràng hơn một số đàn ông mang danh bảo vệ chị mà lại đi chui vào những cái gầm giường để tranh luận với những người phụ nữ. Ni không nhỏ nhen hẹp hòi như những người con quá thân của một người đàn ông. Tính cách, những cách sống thua một người phụ nữ. Chúng sống dưới những nít ảo, bịa đặt, những câu chuyện viễn vông bôi nhọ danh dự người đối lập đưa câu chuyện cổ sử ra là câu chuyện cổ xì và đã hóa giải các hiểu lầm không còn gì nữa lại đem ra nhai tới nhai lui không còn ý nghĩa và chuyện trần thị học hường ti đã bị tri nã là câu chuyện có thật chị ni đã giúp người bị đối tượng này lừa đảo là chuyện có thật tới đây thì chị ni là người như thế nào chắc mọi người cũng đã hiểu quân tử tiểu nhân vì lợi ích cho nên chúng ta nếu lỡ đắc tội với người quân tử thì có thể được họ bao dung vị tha. Còn nếu đắc tội với cả tiểu nhân thì chắc chắn là sẽ gánh một cái giá đắt, đó là lý do chúng ta cần phải tránh xa hạng người này ra, không nên hân thua với họ làm gì. Câu chuyện năm miếng đất là gài kèo, theo tôi ngay từ đầu chị Ni nên bơ đi, không cần phải chứng minh bất cứ điều gì cả. Ừ, nó nói là mình là tội phạm nó nói ni là đầu đường xó chợ ừ luôn vì chả có liên quan gì đến chuyện sao kê nếu họ hỏi tôi có sợ ni không xin thưa tôi chỉ sợ người hai mặt một mặt nhân danh bảo vệ hồng loan than thở em là người có con nhỏ em phải bươn chảy mua bán rất cực ngày em đi làm tối về còn phải đi mua bán tới khuya để mưu sinh một mặt sau khi đã bước lên một bước thì trở trái làm mặt lôi kéo những người bảo vệ hồng loan đồng thời công kích những người bảo vệ hồng loan trong khi họ không hề động đến mình và lấy lý do là bảo vệ chị ni những con người đó mới là người đáng sợ đáng khinh bỉ của một thế hệ một tầng lớp lưu manh giả danh trí thức một con người sống mà chỉ biết cái lợi trước mắt cái lợi cho bản thân đó là cái lợi bần cùng cái lợi bẩn thỉu cái lợi đu bám cùng những chiếc váy để sinh tồn dựa hơi vào những người phụ nữ để đi lên thì nhiều người này mới đáng sợ hơn rất nhiều